Mỗi năm nhà nước cho bạn 1 tỷ đồng. Và người ta sẽ nhốt bạn 5 năm. Cứ 5 năm 1 tỷ. Và ký hợp đồng với nhau là nhốt 30 năm. Bạn được 6 tỷ, bạn chơi không? Con mình vừa đẻ ra phát đi luôn. Bố mẹ mình đang khoảng tầm 50 tuổi. Đến khi mình về bắt đầu là có dâu dài đến rốn luôn rồi. Chơi không? Thế là tiền với tự do cái nào quan trọng hơn? Tự do. Cứ điều đồng tiền đã, mày tự do đã, tính sau. Đúng không? Có tiền hay không? Chưa biết. Nhưng đây là cái mong ước cuối cùng của một con người. Người ta bảo cái mong ước cuối cùng của tôi sinh ra là để ăn. Thế thì hỏi bây giờ lại vào tù ngồi đi. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày luôn. Tối có người canh luôn, an toàn tuyệt đối, thân mật. Không ai đụng vào bạn được. Đi không? Đấy, không đi được. Đúng không ạ? Thà bà mới